Hàn Quốc vốn từ lâu không được biết đến trong thế giới nhạc pop, đã có một bước đột phá đáng kinh ngạc bắt đầu từ những năm 1990. Ngày nay, K-pop là một ngành công nghiệp khổng lồ với hàng triệu người theo dõi, tiến gần đến ngưỡng lợi nhuận 100 tỷ đô la mỗi năm. Ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc đang làm mưa làm gió trên toàn thế giới với âm nhạc, phim truyền hình, điện ảnh và video về các nghệ sĩ K-pop. Sự phổ biến ngày càng tăng của văn hóa đại chúng Hàn Quốc trên thế giới một phần được thúc đẩy bởi chính phủ Hàn Quốc thông qua trợ cấp và tài trợ cho các công ty khởi nghiệp như một dạng quyền lực mềm và với mục tiêu trở thành một trong những quốc gia hàng đầu thế giới trong việc quảng bá và xuất khẩu văn hóa cùng với Nhật Bản và Anh, một thị trường mà Mỹ đã thống trị trong gần một thế kỷ. Năm 2014, chính phủ Hàn Quốc đã phân bổ 1% ngân sách hàng năm cho các ngành công nghiệp văn hóa và giải trí và họ đã gây quỹ 1 tỷ đô la Mỹ để nuôi dưỡng văn hóa đại chúng. Trong thời gian này, xã hội Hàn Quốc bắt đầu được công nhận là phát triển ngang bằng với thế giới phương Tây. Cùng với sự bùng nổ của ngành công nghiệp giải trí, rất nhiều ngôi sao Hàn Quốc đã trở nên rực sáng và trở thành triệu phú. Và sau đây, danh sách 10 ngôi sao giàu nhất xứ sở Kim Chi chúng mình muốn gửi tới các bạn. Video sẽ rất thú vị, hãy xem tới cuối video các bạn nhé. Cùng bắt đầu thôi. Top 10, Ko Hyun Jung, 30 triệu USD. Cô là một trong những nữ diễn viên giàu nhất Hàn Quốc và hiện đang nằm trong danh sách những ngôi sao giàu nhất Hàn Quốc vào năm 2020. Năm 2014, cô bắt đầu giảng dạy diễn xuất tại ngôi trường mà cô từng theo học, Đại học Dongguk, với tư cách là giáo sư trợ giảng tại bộ phận sân khấu. Trở lại năm 2006, cô đã quyên góp quỹ học bổng 100 triệu yên cho trường. Ko Hyun Jung cũng ra mắt thương hiệu thời trang của riêng mình, RTK, một nhãn hiệu bán quần áo, giày dép và túi sách. Vào năm sau, cô sau đó đã tung ra dòng mỹ phẩm của riêng mình, Ko Y. Năm 2015, Ko Hyun Jung đóng vai chính trong chương trình thực tế của riêng mình. Chương trình theo chân chuyến đi của Ko Hyun Jung đến Tokyo và quá trình chuẩn bị ra mắt cuốn sách du lịch của mình. Top 9, Lee Hyori, 30 triệu USD. Lee Hyori là một ca sĩ, diễn viên truyền hình Hàn Quốc sinh ngày 10 tháng 5 năm 1979 tại Chongwon, Hàn Quốc. Cô ra mắt làng giải trí Hàn Quốc với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nữ K-pop thế hệ đầu tiên, Fin KL, cùng với Ok Choo Hyun, Lee Jin và Sung Yuri vào năm 1998. Nhóm hoạt động cho đến năm 2002. Mặc dù sự nghiệp ca hát của cô rất thành công về mặt thương mại, một số bộ phim của cô lại bị phạt nặng vì vi phạm nguyên tắc quảng cáo như If In Love, Live Am có một số trường hợp quảng bá sản phẩm một cách quá mức. Bên cạnh việc sử dụng các bài hát của Lee Hyori trong bộ phim, Ủy ban phát thanh truyền hình Hàn Quốc đã ra phán quyết rằng bộ phim không được phát sóng ở Hàn Quốc một lần nào nữa và nhà sản xuất phải đưa ra lời xin lỗi người xem. Gặp khó khăn tại quê nhà, Lee Hyori đã thực hiện các hoạt động quảng bá tại Nhật Bản khi nhà đài Fuji TV của Nhật phát sóng If In Love, Live Am, nơi Lee Hyori được đối xử tương tự như các ngôi sao quốc tế khác. Vào năm 2013, Lee Hyori đã kết hôn với nhà sản xuất nổi tiếng Lee Sang-sun. Họ đã cùng nhau sản xuất một chương trình tạp kỹ rất nổi tiếng mang tên Hyori's Bed and Breakfast. Ngoài ca hát, Hyori còn tham gia diễn xuất trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc như Cỏ Ba Lá và các bộ phim điện ảnh như Nữ Hoàng Khiêu Vũ. Khối tài sản của Lee Hyori ước tính trị giá 30 triệu đô la vào năm 2020. Top 8, Song Hye Kyo, 31 triệu USD. Song Hye Kyo là một nữ diễn viên Hàn Quốc 38 tuổi, người đã nằm trong danh sách những diễn viên giàu nhất Hàn Quốc trong suốt một thời gian dài. Cô nổi tiếng khắp châu Á thông qua các vai chính trong các bộ phim truyền hình như Trái Tim Mùa Thu năm 2000, Một Cho Tất Cả năm 2003, Ngôi Nhà Hạnh Phúc năm 2004, Gió Đông Năm Ấy năm 2013, Hậu Duệ Mặt Trời năm 2016 và Gặp Gỡ năm 2018. Năm 2017, cô đứng thứ 7 trong danh sách người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc của tạp chí Forbes và thứ 6 trong năm 2018. Thành công của các bộ phim truyền hình của Song Hye Kyo trên thị trường quốc tế đã đưa cô trở thành ngôi sao Hallyu hàng đầu. Vào ngày 5 tháng 7 năm 2017, Song Hye Kyo và bạn diễn Song Joong Ki trong bộ phim truyền hình Hậu Duệ Mặt Trời tuyên bố thông qua công ty quản lý của cả hai rằng họ đã đính hôn. Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm, hai người đã đường ai nấy đi. Thủ tục ly hôn được hoàn tất vào ngày 22 tháng 7 năm 2019. Ngày 25 tháng 7 năm 2019, Song Hye Kyo đã đệ đơn kiện 15 cư dân mạng về tội lan truyền thông tin sai lệch, bôi nhọ và xúc phạm danh dự, và một trong số họ đã bị buộc tội. Top 7, Choi Siwon,
44 triệu USD. Choi Siwon là một nam ca sĩ và diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc và được biết đến rộng rãi với vai trò là thành viên của nhóm nhạc nam Super Junior và nhóm nhạc Mandopop. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Siwon cũng tham gia vào lĩnh vực diễn xuất khi đóng vai chính trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc như Oh My Lady và President. Choi Siwon xuất thân từ một gia đình rất giàu có với khối tài sản ròng ước tính hơn 600 triệu USD khi sở hữu chuỗi cửa hàng bách hóa Hyundai. Anh cũng là gương mặt đại diện cho Audi Hàn Quốc. Vào năm 2016, Choi Siwon được xếp vào danh sách 30 người dưới 30 tuổi có ảnh hưởng nhất châu Á của tạp chí Forbes. Choi Siwon cũng tham gia vào nhiều chiến dịch của UNICEF từ năm 2010. Anh được bổ nhiệm làm đại diện đặc biệt của Ủy ban UNICEF Hàn Quốc vào ngày 12 tháng 10 năm 2015. Sau khi xuất ngũ, Choi Siwon xác nhận tình nguyện tham gia chiến dịch của UNICEF tại Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 8 năm 2017. Chiến dịch được đặt tên là Smile for You, là một chương trình giáo dục âm nhạc dành cho trẻ em khuyết tật, được thực hiện với sự hợp tác của công ty quản lý của anh. Ước tính giá trị tài sản ròng tính đến năm 2020 của Choi Siwon là 44 triệu USD. Top 6. Brand Chung Ji-hoon, 49 triệu USD. Chung Ji-hoon hay còn được biết đến với nghệ danh là Biren, là một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và nhà sản xuất âm nhạc người Hàn Quốc. Sự nghiệp âm nhạc của Ren bao gồm 7 album, 28 đĩa đơn và nhiều chuyến lưu diễn khắp thế giới. Biren kết hôn với Kim Tae-hee, một trong những nữ diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc. Họ được coi là cặp vợ chồng nổi tiếng giàu nhất Hàn Quốc. Cặp đôi sở hữu rất nhiều bất động sản ở Cheongdam với tổng giá trị hơn 35 triệu USD. Ngôi nhà của họ cũng được định giá là 5 triệu USD. Ren đạt được thành công đột phá với album tiếng Hàn thứ 3 It's Raining 2004. Album đã bán được 1 triệu bản ở châu Á và đưa Ren trở thành một ngôi sao quốc tế. Vào tháng 12 năm 2014, Ren tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình Trung Quốc đầu tiên của mình, Người tình Kim Cương, đóng cùng Đường Yên. Bộ phim được công chiếu vào tháng 7 năm 2005 và đạt được thành công vang dội, đạt được xếp hạng cao xuyên suốt 24 tập phim và đạt 3,3 tỷ lượt xem trực tuyến. Top 5. Lee Yong-hae, 52 triệu USD. Lee Yong-hae là nữ diễn viên kiêm người mẫu kỳ cựu nổi tiếng của Hàn Quốc. Lee Yong-hae được xem là một viên ngọc sáng của làng giải trí, trở thành quốc bảo của Hàn Quốc và giành được nhiều sự chú ý, lòng yêu mến của đông đảo khán giả tại các nước châu Á sau khi cô thủ vai chính trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Nàng Dae Jang-geum. Theo các con số thống kê về lượng khán giả xem phim truyền hình, tập cuối của phim Dae Jang-geum đã thu hút gần một nửa dân số Hồng Kông theo dõi. Năm 2005, tại Liên hoan phim Rồng Xanh, cô được trao tặng giải điện ảnh Rồng Xanh cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Năm 2006, cô ký một hợp đồng 2 năm với LG Electronics, công ty điện tử hàng đầu của Hàn Quốc, trở thành người phát ngôn cho tất cả các dòng sản phẩm của LG Electronics. Năm 2012, cô trở thành người phát ngôn cho người nổi tiếng của dự án Love Donation do tạp chí Women Chosen tổ chức. Cô cũng đã quyên góp một số tiền lớn để xây dựng một trường học ở Myanmar. Năm 2015, tại lễ trao giải truyền hình quốc tế Seoul lần thứ 10, Lee Yong-hae đã được vinh danh giải thưởng Grand Prize of Hallyu, một giải thưởng ghi nhận công lao cũng như sự đóng góp to lớn cho làn sóng Hallyu bởi những dự án tên tuổi và những đóng góp lớn trong việc quảng bá nền văn hóa, sức ảnh hưởng và hình ảnh của con người Hàn Quốc ra toàn thế giới. Top 4. G-Dragon, Kwon Ji-jong, 53 triệu USD. G-Dragon là cái tên có ảnh hưởng không nhỏ đến ngành công nghiệp nhạc pop tại Hàn Quốc. Anh là ca sĩ, nhạc sĩ, rapper, nhà sản xuất, thu âm, thiết kế thời trang và là một doanh nhân thành đạt. Dragon là nguồn cảm hứng cho rất nhiều nghệ sĩ K-pop. J-Dragon cùng với nhóm nhạc của mình, Big Bang, là những ngôi sao được trả lương cao nhất Hàn Quốc. Mỗi hợp đồng quảng cáo mang đến cho họ từ 1 đến 1,5 triệu USD vào năm 2011. Theo Korea Boo, J-Dragon đã mua và chuyển đến một căn hộ áp mái sang trọng trị giá 9 tỷ won, tương đương với 7,3 triệu USD tại Hanam vào tháng 4 năm 2020. Tháng 8 năm 2015, anh trở thành gương mặt đại diện cho Airbnb tại thị trường châu Á. Vào năm 2016, G-Dragon tham gia quảng cáo cho Shinsegae, nhà bán lẻ lớn nhất ở Hàn Quốc. Những đồ lưu niệm liên quan đến anh chiếm hơn 49% doanh số bán hàng tại các cửa hàng của LG. G-Dragon cũng tham gia quảng cáo cho nhãn hiệu quần áo thể thao của Ý, Kappa, như một phần trong lễ kỷ niệm 100 năm thành lập của họ. Và các báo cáo cho biết anh đã kiếm được 1,9 triệu USD từ nhãn hiệu này. Với tư cách là một nhạc sĩ, G-Dragon kiếm được 700.000 USD tiền bản quyền mỗi năm và sở hữu khối tài sản ròng hơn 50 triệu USD thông qua các hoạt động khác như các hợp đồng quảng cáo, người mẫu và nhà thiết kế thời trang. Top 3. PSY Park Jae-sang, 64 triệu USD. Trước khi K-pop trở thành thể loại âm nhạc có ảnh hưởng lớn trên toàn cầu,
PSY đã gây bão trên toàn thế giới vào năm 2012 khi phát hành ca khúc Gangnam Style. Ca khúc là đĩa đơn trong album thứ 6 của anh. PSY 6, 6 Rules đã trở thành một hiện tượng toàn cầu, đứng đầu một số bảng xếp hạng uy tín trên toàn thế giới. Giám đốc âm nhạc nổi tiếng Scooter Braun, người quản lý cho Justin Bieber, cũng là người quản lý cho PSY. Anh cũng là một ngôi sao điện ảnh và là một ngôi sao truyền hình tại Hàn Quốc. PSY là gương mặt đại diện cho các thương hiệu như Sonic Drive-In, Wonderful Pistachios và Hot Culture và rất nhiều những thương hiệu khác. Anh cũng tham gia vào các tổ chức phi lợi nhuận như World Vision và Rotary International. Tính đến năm 2020, giá trị khối tài sản ròng của PSY ước tính đạt 64 triệu USD. Top 2, Kim Tae-chung, 88 triệu đô la. Kim Tae-chung là một ca sĩ, diễn viên và nhà soạn nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc và là cựu thành viên của nhóm nhạc lừng danh một thời Đông Bang Shinki, DBSK. Kim Tae-chung có tên khai sinh là Han Tae-chun, đã được cho làm con nuôi và gia đình nhận nuôi của anh đã đổi tên anh thành Kim Tae-chung. Theo báo cáo của Old K-pop, Kim Tae-chung đã mua một căn hộ rộng 300m² với trị giá 2,5 triệu USD vào năm 2012 tại Samsung và cho thuê với giá 4.900 USD trên một tháng. Anh cũng đã mua một tòa nhà J-Line Building 7 tầng với trị giá 7 triệu USD vào năm 2014 ở Seocho Dong và cho thuê lại với giá 35.000 USD trên tháng. Với tài sản ròng ước tính khoảng 88 triệu USD vào năm 2020, anh sở hữu hàng loạt những chiếc xe hạng sang như Bentley Continental, Lamborghini Brasilego LP 640, Mitsuoka Himiko, Audi R8, hai Mercedes-Benz Porsche, Ferrari 458 và Rolls-Royce Wraith. Năm 2015, Tae-chung thành lập công ty thời trang của riêng mình mang tên Mardi. Anh ấy thiết kế thương hiệu của riêng mình và kinh doanh thương hiệu quần áo sang trọng của mình ở Cheongdam. Kim Tae-chung cũng sở hữu một quán cà phê có tên Cafe J-Holic ở Samsung-dong, một quán bar ở khu Gangnam với tên Holic J Coffee Koji tại khu Samsung-dong. Ngoài ra, Tae-chung còn có chuỗi nhà hàng Nhật Bản Boom Story do anh và Park Joo-chun làm chủ ở Gangnam. Tae-chung là ngôi sao K-pop giàu nhất tính đến năm 2020. Top 1, Kim Soo-hyun, 110 triệu USD. Tính đến năm 2020, Kim Soo-hyun là người nổi tiếng giàu nhất Hàn Quốc. Nam diễn viên nổi tiếng lần đầu tiên được đưa vào danh sách ngôi sao quyền lực của Forbes Hàn Quốc vào năm 2013 với vị trí thứ 4 và sau đó đứng thứ 2 vào năm 2015 và thứ 5 vào năm 2016. Các bộ phim truyền hình nổi tiếng khắp châu Á đã giúp cho anh trở thành một ngôi sao Hallyu hàng đầu. Sự thành công trong nghiệp diễn xuất đã đem về cho Kim Soo-hyun rất nhiều những hợp đồng quảng cáo và được cho là đã kiếm được gần 100 tỷ won thông qua các vai diễn trong các đoạn quảng cáo của các thương hiệu nổi tiếng đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Những bộ phim làm nên tên tuổi của Kim Soo-hyun có thể kể tới như Mặt Trăng Ngôi Mặt Trời 2012 hay Vì Sao Đưa Anh Tới 2013. Và đó là bảng xếp hạng những ngôi sao giải trí giàu nhất Hàn Quốc năm 2020. Liệu chúng mình có bỏ sót điều gì không? Thần tượng của các bạn đứng thứ mấy trong danh sách này? Hãy chia sẻ với chúng mình ở phần bình luận bên dưới nhé! Hy vọng video này của chúng mình sẽ khiến các bạn cảm thấy thú vị. Nếu các bạn cảm thấy video này hay, hãy cho chúng mình một like. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của chúng mình, hãy theo dõi và bấm vào nút chuông nho nhỏ bên cạnh đó để không bỏ lỡ bất cứ video nào chúng mình ra trong tương lai nhé! Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo!